Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Gần đây bạn có đang cảm thấy mùi vùng kín của bạn nó có mùi hôi, hay là cái mùi hôi của bạn nó đang rơi vào cái tình trạng mà nặng mùi rồi mà bạn cảm thấy điều đó rõ rệt và e sợ rằng là những người ngồi cạnh bạn, những người mà gần bạn cũng có khả năng cảm nhận được cái điều đó, và chắc chắn rằng điều đó rất là ngại ngùng cho mình, phải không ạ? Và mình tin chắc rằng nếu mà hiện tượng này xảy ra, cô bé của bạn có mùi thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của bạn và người ấy khi mà trong cái chuyện thầm kín đấy, đúng không nào? Vậy phải làm thế nào, phải loại bỏ nó ngay thôi, và cần làm gì để loại bỏ nó thì hãy cùng với anh đi hết video này nha. Và sau đây là những cái điều mà bạn bắt buộc phải làm nếu như là bạn muốn loại bỏ được cái mùi hôi ở cái vùng kín, loại bỏ mùi hôi cho chính cô bé của bạn. Và mình và các bạn bè của mình và cũng rất nhiều người đã áp dụng những cái phương pháp này, nó rất là hiệu quả và nó dứt điểm được những cái mùi hôi ngay, nhanh chóng và ngay lập tức luôn được. Cho nên là hãy áp dụng nó nhé. Đầu tiên là bạn phải thay đổi ngay cách vệ sinh vùng kín của bạn. Nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân chính mà khiến cái vùng kín của bạn có mùi hôi ấy, thì đó cũng chính là do cách vệ sinh của bạn. Bạn hãy vệ sinh thật là sạch sẽ, và đặc biệt là phải vệ sinh hàng ngày, vệ sinh thường xuyên, và nhất là vệ sinh sạch sẽ sau khi mà quan hệ xong. Và tốt nhất là chúng ta nên kết hợp dùng với dung dịch vệ sinh để loại bỏ được cái mùi hôi tốt nhất, hiệu quả nhất, và cũng loại bỏ được cái vi khuẩn gây ra mùi hôi và gây ra cái sự viêm nhiễm cho cô bé của bạn. Và ngay sau khi vệ sinh xong thì đừng quên giặt luôn quần chip của bạn nhé. Hãy giặt luôn và giặt ngay, và tốt nhất là phơi ở những cái nơi có cái độ thoáng nhất định. Đừng phơi ở những cái nơi ẩm thấp như là nhà tắm, vì nó sẽ tạo ra được cái cơ hội ẩm thấp thì nó sẽ tạo ra được cái cơ hội mà vi khuẩn xâm nhập vào, và nó ẩm ướt thì khi mà mình mặc vào nó cũng sẽ tạo ra cái mùi hôi và thậm chí là gây viêm nhiễm. Tốt nhất là hãy chọn những cái nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, thì từ đó cũng có thể loại bỏ được cái vi khuẩn ở trên đó. Và bạn nhớ thường xuyên là phải thay đổi quần chip, quần lót thường xuyên, khoảng 3 tháng chúng ta phải thay một lần. Chúng ta phải bỏ đồ cũ đi và thay vào đồ mới. Và tốt nhất là hãy nên lựa những quần mà có chất cốt tông thoáng, tạo độ thoáng, và không nên lựa những quần mà bó sát quá. Ok. Và hãy luôn nhớ là phải để cô bé của bạn luôn khô thoáng, thật sự là khô thoáng, vì nếu mà để ẩm ướt thì cũng sẽ tạo ra cái mùi hôi cho cô bé của bạn. Tốt nhất là khi đi vệ sinh xong bạn hãy lấy giấy lau đi, và khi tắm xong thì cũng đừng quên lấy khăn tắm lau thật khô và thật thoáng nhé. Và Vân Anh tin chắc rằng là khi đến cái thời kỳ kinh nguyệt ấy, nhiều chị em phụ nữ có cái mùi hôi nó bị nặng hơn, hay là kiểu nó cảm giác nó hơi tanh tanh ấy, thì lúc này chúng ta phải khi mà đến thời kỳ kinh nguyệt chúng ta phải chịu khó vệ sinh cô bé của bạn kỹ hơn, nhiều hơn. Tốt nhất là hãy ít nhất là vệ sinh 3 lần trên một ngày, sáng, trưa và tối. Và đừng quên là thay băng vệ sinh thường xuyên nhé, đừng để lâu quá, và nếu có thể thì ít nhất là khoảng 3 tiếng hãy thay một lần nhé. Và còn một phương pháp nữa, một bí quyết nữa mà Vân Anh tin chắc rằng có rất nhiều các chị em phụ nữ cũng đang áp dụng thường xuyên, và cũng có khả năng là nhiều chị em cũng chưa biết đến. Đó là chính là vừa loại bỏ được cái mùi hôi cho cô bé của mình mà vừa tạo được hương thơm cho cô bé, đó chính là sử dụng nước hoa nội y. Ở trên thị trường thì có rất nhiều loại nước hoa nội y hay nước hoa vùng kín, nhưng mà tốt nhất là chúng ta hãy lựa chọn thật kỹ là sản phẩm, vì đây là một vùng khá là nhạy cảm. Tốt nhất là hãy nên sử dụng nước hoa nội y, vì khi mà sử dụng nước hoa nội y tức là chúng ta chỉ sử dụng ở trên đồ lót quần chip của mình, không sử dụng trực tiếp ở trên cô bé, thì sẽ không gây ra cái dị ứng hay không gây ra ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe cho cô bé. Và hãy sử dụng nó để tạo ra cái hương thơm trong những
loại bỏ được cái mùi hôi và tạo hương thơm. Và ngoài ra thì hiện nay thì có cái loại nước hoa nội y mà có thể cân vừa cân bằng được độ pH mà vừa loại bỏ được mùi hôi mà vừa tạo ra được cái hương thơm quyến rũ và tinh tế suốt cả một ngày dài, để khi mà nhiều khi các chị em chúng ta mà không một ngày chúng ta không kịp vệ sinh nhiều lần, vệ sinh sạch sẽ mà đang có mùi hôi rất là nặng ấy, thì khi mà dùng nó thì có thể loại bỏ được cái mùi hôi và giữ hương thơm cho chính cô bé của mình, hay là cho chính mình cái hương thơm lưu hương suốt cả 24 tiếng. Ok, và đó là những cái điều mà bạn cần làm khi mà cô bé của bạn đang có mùi hôi. Bạn hãy áp dụng nó ngay nhé, và hãy sát sao cho cô bé của bạn, đừng để cô bé của bạn mà có mùi hôi như vậy, và hãy thử áp dụng những cái cách trên mà Vân Anh vừa chia sẻ nha. Và nếu bạn bè của bạn hay là người yêu của bạn cũng đang gặp phải vấn đề này thì hãy share cho bạn bè của mình để giúp họ có thể loại bỏ được cái mùi hôi cho cô bé, cho vùng kín nhá. Và đây là một vùng da rất là nhạy cảm, nên là mọi người hãy thật sự để ý và thường xuyên chăm chút em nó, đừng để nó có mùi hôi mà tạo ra được cơ hội cho những cái vi khuẩn phát triển, để giúp cô bé của mình luôn sạch sẽ, khô thoáng và tốt, và hơn hẳn là không bị viêm nhiễm. Và áp dụng nó ngay nha, nếu đừng để cái mùi hôi đó nó gây ảnh hưởng đến sự tự tin của chính mình và ảnh hưởng đến cả chuyện ấy nha. Và nếu mà ai còn bí quyết nào nữa để loại bỏ được mùi hôi cho cô bé, loại bỏ được cái mùi hôi của vùng kín này, thì hãy comment xuống cho Vân biết với nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này. Cảm ơn, xin chào. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye.